Cũng dịp này, chiều nay, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Saud Al-Sureilin. Tại buổi tiếp, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu đến Ngài Đại sứ về các hoạt động đối thoại nhân dân của Liên hiệp trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Việt Nam cùng phối hợp tổ chức một số hoạt động như giao lưu văn hóa, văn nghệ Việt Nam Ả Rập Xê Út tại Đà Nẵng, tuần lễ phim Ả Rập Xê Út tại Đà Nẵng, phối hợp mở đường bay quốc tế Đà Nẵng Riyadh, ưu tiên một số chương trình, dự án hỗ trợ xã hội, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Đà Nẵng. Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển về kinh tế xã hội của Đà Nẵng trong thời gian qua, Ngài Đại sứ kỳ vọng thời gian tới hai nước nói chung, Đà Nẵng và các địa phương của Ả Rập Xê Út nói riêng khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, có nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân để thắt chặt hơn nữa mối liên quan hệ giữa hai bên.